À, xin giới thiệu với các bạn cái mẫu nhíp dài 90 cm, bản rộng 5 và chiều dày là 7 ly. Các bạn yêu thích cái dòng nhíp dài, nó có độ êm cao á, thì đây là một lựa chọn rất là phù hợp cho các bạn. Đầy đủ phụ kiện và các bạn về nhà chỉ việc lắp đặt thôi. U nhíp, quang nhíp, treo nhíp, gối hai đầu, gối động và gối tĩnh. Gối tĩnh thì bên tay trái, sử dụng 4 cao su to, mắt nhíp to. Gối động thì bên tay phải, bao gồm hai cái đu nhíp, hai cái mõ tròn để hàn khung, 4 cái cao su cho mỗi một đầu nhíp. Đấy, rất là tỉ mỉ và đầy đủ. Bên mình thì thường thường sẽ ưu tiên cung cấp rất là đủ phụ kiện cho các bạn làm cho nó chuyên nghiệp. Đấy, đây, mõ nhíp tròn này, đu nhíp, tất cả trục phi 12 này. Đấy, nhíp dày 7 ly này, dài 90 cm các bạn nhé. Mỗi nhíp thì có cân nặng là 10,5 kg các bạn nhé, 10,5 kg trên một vế. Đấy, rất là khỏe. Thì cách lắp đặt thì mình sẽ gửi trong cái video các bạn xem phần cuối.